Top 5 tướng SB trụ nhanh, có ý tưởng gì thì CMT bên dưới. Để ủng hộ mình, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo mỗi khi mình up video mới nhất. Ok, hello, xin chào bà con nha, chào mừng anh em bà con cô bác đã đến với channel của mình, thì mình là Boss Game TV nha anh em ơi. Ok, thì cái video clip ngày hôm nay sẽ là top 5 cái phi tướng xạ thủ AD mà giết cái con Kai'Sa tà thần bội chúa nhanh nhất nha bà con ấy. Ok, thì để coi khứa nào sẽ nhanh nhất đây nha. Thì cảm ơn yêu cầu ý tưởng của anh em rất là nhiều, anh em có yêu cầu ý tưởng như mới thì nhớ comment bình luận bên dưới cho mình làm luôn nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Ok, thì đứng được vị trí đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó chính là ông già Mugen anh em ơi, với khẩu đại bác của mình. Thì để coi vị tướng AD phải nói là được mạnh danh sâu nhất trong liên quân để coi giết con Kai'Sa tà thần bảo chúa này trong vòng mấy giây thời gian nha bà con. Thì để coi cái sức mạnh nó như thế nào đây mà đứng được vị trí top 5 nha. Để coi cái thời gian nó giết Kai'Sa với full bộ combo với lượng đam cực kỳ khủng khiếp đến từ Mugen. Để coi anh chàng này top 5 mấy giây thời gian giết Kai'Sa đây. Thì vị tướng này thì anh em đem vào DAD thì phải nói là nó trâu ngắt cỡn anh em ơi. Trời ơi, trâu phải nói là quá là trâu luôn á, không phải dừng vừa đâu nha. Đây bây giờ còn bem thôi, để coi mấy giây thời gian nha. Anh em ơi, con cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video luôn giúp mình luôn nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì để coi Mugen của chúng ta trong vòng mấy giây thời gian mà có thể giết được con Kai'Sa đây. Bắn quá bắn luôn chú hai ơi. Như vậy là quá bắn luôn rồi. Quá trời khủng khiếp, quá trời khủng bố, quá trời khủng bố. 24. Trời ơi, quá trời khủng bố luôn anh em ơi, chỉ với 24 giây thời gian thôi đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ của mình khi đứng được vị trí top 5 rồi. Đúng là vị tướng với sức sát thương siêu khủng và siêu châu bò luôn anh em ơi. Đứng được vị trí top 5 và là 24 giây thời gian nha. Với 24 giây như vậy là quá trời tuyệt vời, quá trời ok dành cho Mugen rồi. Đúng là vị tướng phải nói là quá trời tuyệt hảo luôn anh em ơi. À đây đầu tiên là Mugen. Không biết ai ở vị trí top 4 đây. Ok, tiếp theo ở vị trí top 4 của chúng ta ngày hôm nay đó chính là John nha. Một vị tướng được mệnh danh là cây cung thần trong Liên Quân Mobile anh em ơi. Thì để coi anh chàng cây cung thần để coi mấy giây thời gian mà có thể giết Kai'Sa tà thần bảo chúa mà có thể đứng được ở cái vị trí top 4 ngày hôm nay đây anh em ơi. Cũng mong chờ cái lượng sát thương mà nó gây ra lắm đây. Một cái vị tướng phải nói là sát thương sấy đau nhất, khủng khiếp nhất nha, đó chính là John. Thì để coi John mấy giây thời gian đây. John là khủng khiếp nhất đó nha, được mệnh danh là khủng khiếp nhất đó. Để coi mấy giây nha. Khủng bố, nhìn là biết khủng bố rồi đúng không? Nhìn cái cung với ngoại hình thôi là cũng đủ ngầu rồi. Nhìn là biết khủng bố rồi. À đây sấy đau nhất trong Liên Quân Mobile mà. Đau lắm đó chứ mà. Ok, sấy luôn, để coi mấy giây thời gian giết Kai'Sa tà thần đây. Và đứng được vị trí top 4 đây, xạ thủ uy danh bốn phương anh em ơi. Rồi, bốn phương tám hướng uy danh, quá trời uy danh luôn, ghê quá ghê rồi. Như là cái số nồng luôn. Ui, giết đó. Ui, 16 nha. Rồi ơi, 16 giây cuối giây 16, đầu giây 17 nha anh em ơi. Và cũng tính là 16 thôi. Đấy, như vậy là quá trời tuyệt vời, quá trời ok dành cho John của chúng ta đứng được vị trí top 4 với 16 giây mấy nè. Quá trời ok luôn nha. Ngon nha. Rồi ơi, ngon nha. Tuyệt vời. Như này là tuyệt vời phết nha. Đấy, quá chơi tuyệt vời luôn. Quá phù hợp dành cho John của chúng ta. Đấy, không biết tiếp theo sẽ là ai đây. Chứ John đứng được vị trí này là quá chơi tuyệt vời rồi đấy. Top 3 sẽ là ai? Ok. Tiếp theo ở vị trí top 3 của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Violet. Một vị tướng với hai cây thần cung của mình. Trời ơi, hai cây súng chứ trời ơi, tại hai cây thần cung. Để coi hai cây súng nước này làm được cái chuyện trò chống gì anh em ơi. Ok, mình có thể đứng được vị trí top 3 đây. Đang vắng mà chạy giường chạy chiếu ra nằm vậy cô gái. Ok, mình mạnh lên nào, đứng được vị trí top 3 đó nha. Để coi mấy giây thời gian dành cho Violet khi đứng được vị trí top 3 ngày hôm nay đây. Chính giữa luôn anh em ơi. Mấy giây thời gian khi giết được cái sao thằng bộ chúa đây, đồ sát nó nào. Ok, để coi mấy giây nào. Trời ơi, để coi sự là hai tập trung như thế nào nha. Tập trung ngoạn mục như nào nhá anh em. Trời ơi. Tuyệt vời như nào đây. AD xạ thủ này thì anh em đem vào đi gần, đi AD gì cũng được nha. Trời ơi, chiến mạng cực kỳ khủng khiếp anh em à. Phải nói là quá khủng luôn á. Còn bây giờ thì để coi mấy giây giết Kai'Sa đây. Trời ơi, khủng chưa? Khủng bố chưa? Nửa cái máu 9 giây nè. Tuyệt vời luôn.
tuyệt vời luôn, 16 giây nữa nha anh em ơi, nhưng đàn này là 16 giây vừa lên thôi nha. Giữ độ chí mạng của cái video này nó được cơ động hơn một xíu nha. Nên mình nghĩ là mình sẽ ship nó ở vị trí top 3 nha anh em ơi. Quá cho phù hợp dành cho Violet khi đứng được vị trí ngày hôm nay luôn. Chính giữa nha, Violet ngày hôm nay của chúng ta đứng được vị trí chính giữa. 16 giây thời gian, quá cho phù hợp dành cho cô gái với hai cây súng của mình. Hai cây súng nước mà cũng mạnh quá chứ. Ok, tiếp theo sẽ lại đây. Tiếp theo ở vị trí top 2 áo quân của chúng ta ngày hôm nay không ai khác ngoài Linh Đít anh em ơi, một cái vị tướng phải nói là thằng gần cổ xưa trong Liên Quân luôn. Trời ơi, thì để coi cái vị tướng thằng gần siêu cơ động khi chạy trong gần này, để coi mấy giây thời gian mà có thể giết được cái sao tàu thằng bảo chúa nha. Để coi mấy giây dành cho cô gái này ngày hôm nay đây. Trời ơi, mạnh như là cầm mai vậy đó anh em ơi. Anh em bà con cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, một chia sẻ video này luôn giúp mình nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì để coi cô gái này, để coi sức mạnh như thế nào mà có thể đứng được áo quân top 2 ngày hôm nay đây. Đặt 7, đặt chap rồi lao tới lao lui rồi bật cái vòng tròn lên độ ha. Cũng mạnh phết đó chứ đùa. Thấy gì chứ, nhỏ này nó mạnh lắm anh em bà con ơi. Trời ơi, không đùa được đâu. Thấy chưa, nửa cây máu 8 giây thấy chưa, quá mạnh. Trời ơi, bốc hơi nè. 15 giây, trời ơi trời, quá là mạnh luôn em ơi, chỉ với 15 giây thôi thì đã đi lại giết được con Kassata thằng với 30 mấy 4 mấy cao máu. Như vậy là quá cho tuyệt vời, quá cho ok dành cho Lindis rồi. Đúng là áo quân top 2 của chúng ta có khác nhau, quá cho phù hợp luôn. Xạ thủ thứ tư đứng được vị trí áo quân, quá tuyệt vời, chỉ còn quán quân thôi em ơi. Trời ơi, quán quân ngày hôm nay không thể ngờ đó chính là Tegi cha. Một cô nàng với cặp song quả lưng của mình. Trời ơi, thì để coi cô nàng với hai cái cây phải nói là bumpy găng luôn. Thì để nói sức mạnh của cô nàng này như nào mà đứng được quán quân ngày hôm nay đây. Vị tướng xạ thủ tốc độ đánh cao ngắt ngưỡng trong Liên Quân luôn. Thì để coi, bùi đồ khá là đơn giản nha. Cung, giày, kiếm, thanh kiếm, rồi ghèo, rồi nanh. Đấy, ok. Để coi như nào đây, đứng được quán quân top 1 nha. Để coi cái mức độ phù hợp giết Kasa trong vòng mấy giây thời gian nha anh em ơi. Ok, để coi mấy giây đây. Trời ơi trời, ném phong quả lưng nè, ném nè, ném nè, bật vô hai lên tăng tốc chạy, vừa tăng tốc đánh luôn. Ném như đúng rồi anh em ơi, phóng đi giật về, phóng đi dục về. Như là một chiêu là cả hai chiêu đó, một đòn đánh gần, một đòn đánh xa luôn. Trời ơi, 15 giây, quá tuyệt vời. Trời ơi trời, hồi nãy lên đít 15, vị tướng này cũng 15 luôn anh em ơi. Nhưng mình nghĩ mình ship cái vị tướng này ở quán quân top 1 nha, tại vì cái vị tướng này nó đi lên này kia nó cơ động hơn một xíu nha, tốc đánh nó cao hơn, bởi vậy đứng được vị trí quán một top 1. Top 1 quán quân ngày hôm nay luôn, quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Đấy, quán quân là phải như này mới được. Đấy, vậy là top 5 cái vị tướng cơ động xạ thủ ngày hôm nay cũng đã lộ diện rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Anh em đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này luôn giúp mình nha anh em ơi. Top 5 ngày hôm nay quá là mạnh, quá trời tuyệt vời luôn rồi. Ok, có ý tưởng gì nhớ comment nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video clip kỳ sau nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha.